Lại một sai sót nữa của hàng thủ bên phía Sài Gòn. Tỷ số là 2-0 cho Hà Nội. Đó là bàn thắng của Osedi. Thiago Moura là người đã mắc lỗi. Và sau pha cướp bóng của Hoàng Vũ Sang Sơn, cơ hội đã được trao cho Osedi. Nỗ lực rất lớn của Phạm Văn Phong trong trận đấu này cũng không đủ để khiến cho anh có thể chỉ phải một lần vào lưới nhận bóng. Thiago Moura đã quá mệt mỏi trong trận đấu này. Thắng lợi đã trở nên quá rõ. Đá không quá mạnh và những giày của Osedi là vừa đủ để có thể đánh bại được Hoàng Văn Phong. Đánh đầu! Tỷ số lên 2-1 cho câu lạc bộ Sài Gòn. Đó là một kết quả xứng đáng với những nỗ lực của các học trò luyện viên Đức Thắng trong những phút vừa qua. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa pha đánh đầu của Marcelo. Rất đơn giản. Bật cao có điểm dừng trên không. Và sau đó là tình huống lai bóng về phía không xa đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Công. 3 bàn thắng đã được ghi trên sân bóng đấy. Và bây giờ đội khách câu lạc bộ Sài Gòn. Rất nguy hiểm, hát chút cho Đà Sư Phà. Một sai lầm của hàng phòng ngự cơ bộ của Hà Nội và họ đã phải trả giá của những tập thể đồng minh chủ tiêu và có sự thay đổi người. Đội phản công cho cao thủ Sài Gòn. Rất nguy hiểm, rất bất ngờ. Một trận đấu mà các cầu thủ Hà Nội ép từ đầu trận đấu tới giờ và cao thủ Sài Gòn chưa có một tình huống dứt điểm nào đáng kể. Nhưng ngay từ phút sút đầu tiên, đội khách đã có bàn thắng để mở tỷ số trận đấu. Đó sẽ là một người mang chiến thuật. Osedi! 2-2. Đủ thời gian hạ bóng trước khi tung ra cú sút rất căng đánh bại thủ môn Tống Đức An. Osedi là người đã mang về bàn thắng sang bàn tỷ số. Và đó là bàn thắng thứ tư mà chúng ta được chứng kiến trên sân bóng đấy. Da Silva 3-2 cho câu lạc bộ Sài Gòn. Lần thứ hai trong trận đấu chúng ta xem lại pha bóng này quá hoàn hảo, không có lấy một cơ hội cho Nguyễn Văn Công. Vừa kỹ thuật vừa mạnh mẽ, đó là pha ghi bàn của Da Silva. Ép dành cho Tống Đức An, sức ép dành cho cặp trung vệ Thân Thành Tín và Tiến Duy. Đường truyền của Văn Quyết, Osedi phá dứt điểm 2-0. Một tình huống phối hợp rất nhanh, phá dứt điểm rất nhanh của Quang Hải. Người trong hiệp một đã có hai pha dứt điểm nhưng không thành công. Tổng thống An lấy một cơ hội để cản phá. Đường truyền của Văn Quyết, Osedi hạ bóng bằng ngực vừa đủ với đà băng lên của Quang Hải. Pha vuốt bóng làm bó tay của thủ môn Tổng thống An. Đây cho thấy một lần nữa tính ưu việt trong những đường truyền, trong những khả năng phối hợp và ghi bàn của câu lạc bộ bóng Hà Nội. Họ không chỉ mạnh ở những tình huống dứt điểm trên không. Câu lạc bộ bóng Hà Nội đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với câu lạc bộ Sài Gòn. Thậm chí họ còn để thủ phía trước nhờ bàn thắng của Hữu Sơn. Đây là Phúc Phương. Lê Quốc Vui trả lời. Pha chuyền bóng của đội trưởng Ngọc Duy. Một mình Quốc Phương với Văn Kiên. Pha dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Lê Văn Công. Rõ ràng đường truyền của Ngọc Duy là không thể tuyệt vời hơn. Bóng đưa đúng tầm của Quốc Phương. Thêm một hai nhịp di chuyển, tung ra cú dứt điểm và tỷ số đã là 1-1.
chơi như thế này thì khả năng để cho đội khách câu lạc bộ Sài Gòn có được bàn thắng trong tỷ số là rất hay. Chúng tôi vừa nói xong thì ngay lập tức đã có một tình huống xử lý xuất thần của các cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn, giúp cho các cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn có được bàn thắng gỡ hòa. Đá về phía góc xa hết sức hiểm hóc và thủ môn Nguyễn Văn Công của đội chủ nhà chỉ còn biết đứng nhìn. Bây giờ thì những hoàng vũ Samson hay là Moses đã có thể cảm thấy tiếc nuối về việc những cơ hội mà họ đã sở hữu. Của Văn Quyết hay không? Đá phạt góc cho bài. Chắc chắn các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đã tập luyện bài đá phạt góc này rất chúng nhiều. Ta một lần nữa xem lại tình huống là bàn rất đẹp mắt của đội trưởng Văn Quyết. Từ pha phối hợp đến pha dứt điểm phải là ở một đẳng cấp cực cao. Một sự hiểu ý và một sự chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ một. Không phải là một pha bắt vô lê bằng ngu mà một pha ép lòng.